Chiều nay, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết đã đến thăm chúc mừng lãnh đạo cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Bình Triết ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được cũng như những nỗ lực quyết tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn thành phố hướng thời gian qua đồng thời nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát được xem là thành bảo kiếm góp phần làm trong sạch đảng đóng góp tích cực cho công tác xây dựng chỉnh đốn đảng trong bối cảnh hiện nay phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn bình triết mong muốn ủy ban kiểm tra thành ủy tiếp tục phát huy vai trò và chất lượng tham mưu trong công tác kiểm tra giám sát quyết tâm quyết liệt kiên trì trong thực hiện nhiệm vụ, mong muốn bộ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát luôn giữ bình, nêu gương, góp phần nâng cao uy tín của đảng.